Đàn ông một đêm chỉ phục vụ được một người phụ nữ, nhưng một người phụ nữ có thể phục vụ được tới 3-4 người đàn ông một đêm, có đúng không hả Dung? Cái câu hỏi này hơi khó anh nhỉ. Tuy nhiên thì em Dung cũng chia sẻ thành thật đó là đàn ông ấy, thực ra thì một đêm thì họ có thể là làm được 2-3 hiệp, thậm chí là 3-4 hiệp đúng không ạ? Tuy nhiên thì nói thẳng ra nhá, người đàn ông á, một đêm chỉ phục vụ được một người phụ nữ thôi là đã quá là mệt mỏi rồi. Đàn ông luôn luôn cần có thời gian nghỉ ngơi giữa các hiệp. Và theo như các chuyên gia á, thì cái thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp 1 và hiệp 2 là khoảng 15 đến 30 phút. Và thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp 2 và hiệp 3 nó phải lên tới cả tiếng đồng hồ. Thì các anh mới lấy lại được cái hưng phấn, cái độ cương cứng, và cậu em trai mới có thể chiến đấu được tiếp. Chứ không phải là vừa mới xuất gia xong rồi lại có thể chiến đấu được ngay. Cái trường hợp này rất là ít gặp, đặc biệt xảy ra cái trường hợp này chỉ xảy ra ở những anh em nào mà giống như là cái hưng phấn nó quá cao, cho nên là gì có thể làm được, tức là vừa xuất gia rồi vẫn có thể cứng để làm luôn được hiệp 2, nhưng mà cái trường hợp này thì cũng ít gặp. Còn đa phần là chúng ta khi mà xuất xong thì khoảng tầm 3 phút sau cậu em trai sẽ xìu dần đi và mình cần phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Đấy cho nên là gì, nói thẳng ra một đêm á, các anh làm căng đét ta chỉ khoảng tầm 3-4 hiệp thôi là đứ đừ đừ rồi đúng không ạ? Nhưng mà quay trở lại cái câu hỏi của anh, đó là anh hỏi em Dung là một người phụ nữ một đêm có thể phục vụ tới 3-4 người đàn ông. Cái này thì nói thật là họ có khả năng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì phụ nữ thì họ không cần có thời gian nghỉ ngơi. Đa phần khi mà phụ nữ ấy, mà họ đã có cảm xúc này, hoặc là họ có đủ nước nôi này, hoặc là nói thẳng ra là họ không có cái cảm giác đau rát khó chịu á, thì họ có thể làm xuyên đêm mà không cần nghỉ ngơi cũng được. Bởi vì phụ nữ đâu có gọi là đâu phải là giống như đàn ông là phải có độ cương cứng, phải thế này thế kia đâu đúng không ạ? Tuy nhiên là gì, nếu như mà gặp chị em phụ nữ mà nhất là chị em phụ nữ mà sau khi sinh em bé xong rồi ấy, hoặc là cái nội tiết tố nó đang bị thiếu hụt ấy, nếu như mà mình quan hệ liên tục trong một đêm như vậy thì sẽ xuất hiện cái tình trạng đó là đau rát này, khó chịu này, thậm chí là chảy máu. Đấy, cho nên là gì, cái việc mà nói thẳng phụ nữ hoàn toàn có khả năng, nhưng mà để mà nói là họ làm nguyên đêm mà không bị đau rát khó chịu á thì cái đó cũng khó lắm các anh ạ, trừ khi là họ phải giống như kiểu họ phải dạt dào nước nôi, dạt dào cảm xúc thì họ mới có thể làm được như vậy. Nhưng mà theo em Dung á thì cái gì nó cũng vừa đủ thôi đúng không các anh? Cái gì quá thì cũng không tốt. Tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào chất lượng thay vì là số lượng. Thay vì là cứ phải đếm gọi là 4 5 hiệp, cứ giống như là thành tích để đi khoe vậy đó. Trời ơi, ông ơi tôi làm được một đêm 4 5 hiệp. Rồi chị ơi tôi làm được nguyên đêm không mệt. Cái đó nó thực ra nó không là một cái gì đấy nó quá là đáng tự hào. Mà cái điều đáng tự hào của chúng ta đó là gì? Chúng ta mang lại được cảm xúc cho nhau, chúng ta cùng nhau đưa nhau lên trên nóc nhà Đông Dương, đúng không ạ? Cả người nam và cả người nữ đều cảm thấy ô cái đêm hôm nay thật sự là quá tuyệt vời, thật sự là quá đê mê, thật sự là quá gọi là ấn tượng, không thể nào mà quên được. Cái điều đó mới là cái điều đáng mừng, chứ không phải là đúng không ạ? Cứ phải là nhiều hiệp mà cứ hiệp nào chẳng ra hiệp nào, cả hai không có được thăng hoa, cả hai không được thỏa mãn, như thế cũng không để làm gì. Cho nên là gì, để có một cuộc yêu thật sự là ấn tượng và chất lượng thì các anh đừng quên bỏ qua cái bộ đôi hoàn hảo đó là cao A Quang tăng thời gian và kẹo nhất dạng ngũ dao tăng hưng phấn của bên nhà em Dung. Cao A Quang giúp các anh tăng thời gian lên bao nhiêu lâu tùy thích. Lên 20-40 phút cũng được. Muốn ra khi nào phải làm nhanh, làm mạnh, làm tốc độ cao mới ra. Tức là khi người yêu lên 2-3 lần rồi bắt đầu mình mới ra. Đó, kéo dài thời gian lên bao nhiêu lâu tùy thích, làm chủ cuộc chơi đến khi nào cũng được. Còn kẹo nhất dạng ngũ dao này sẽ giúp cho chúng ta là cứng đe cứng đét làm 2-3 hiệp mà vẫn chưa mệt. Cảm xúc hiệp 2, hiệp 3 vẫn y nguyên như là hiệp đầu tiên. Cảm xúc lúc nào cũng hưng phấn, hừng hực quyết liệt hơn. Nên là anh em nào muốn một đêm mây mưa thật là đáng nhớ, một đêm mây mưa kinh điển, ngay lập tức gọi điện qua số hotline hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo, em Dung sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình nhé.